xanh mình đang chọn, mình chọn ok tiếp. Đó. Và mình bấm cài đặt trên điều khiển đây. Mình bấm cài đặt đây. Và mình chọn kênh. Trong kênh mình bấm dò kênh. Trong dò kênh mình chọn là dò tự động. Trong dò tự động mình chọn là analog. Analog thì mình để ở dòng dưới cùng đây nhé. Và digital là dòng trên. Và mình để là analog và mình bắt đầu dò. Đúng rồi, lắp đầu HD hoặc là lắp cộng. Cứ nói chung là cứ cái gì liên quan đến HD thì đều LED hết. Đấy, mình đang tiến hành dò được 8 kênh analog rồi. Analog chính là anten của mình ấy. Truyền hình cáp của mình thì gọi là analog. Mình sẽ tiến hành dò siêu tốc luôn, 15 kênh rồi. Rất nhanh ạ. Bạn đang xem bài hướng dẫn của mình về TV 49C2L ở TCL. Bạn là sang ai ủng hộ kênh của mình nhé. Mình là Thắng lắp đặt điện máy. Sau khi dò xong thì mình hướng dẫn bạn cách vào YouTube, cách dùng cái trình duyệt web. Mình hướng dẫn bạn vào YouTube luôn nhé. Đây là giao diện